Mến chào quý bà con đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh trở lại nhà vườn của anh Lê Bình, địa chỉ ở thị xã Bình Minh, Vĩnh Long, để review giao lưu với quý cô chú anh chị một số phôi khế gân, rồi hai cây sam với khế chua hết quý cô chú anh chị. Rồi giờ gặp anh Bình để giao lưu chi tiết với anh ha. Chào anh Bình ơi. Chào Tính, chào kênh LTK Bonsai. Chào cô chú anh chị em đang xem kênh. Mình là Bình ở Bình Minh, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0347 232 237. Đó cũng là số Zalo của mình. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị trên kênh. Đầu tiên thì mình cũng giới thiệu hôm nay là có một số phôi khế gân mai chiếu thủy trung nu da đen, rồi hai cây sam và một cây phôi khế chua cũng khá lớn. Rồi, đầu tiên mình xin giới thiệu cây số 1 là một cây phôi khế gân. Đây mình xin xoay một vòng cho cô chú anh chị em xem tham khảo. Đây. Cây này có cái giọng rất là đẹp. Mình xin đo cái thông số để gửi đến cô chú anh chị em. Chiều cao. Chiều cao là 60. Hoành mình đo ở vị trí này là 32. Rồi, mình xin xoay một vòng, cây nó có cái giọng lắc đây. Rồi, cái cây số 1 là một cái phôi khế gân này mình xin giao lưu là 1,1 triệu. Mình bao sóng, bao ship cho cô chú anh chị. Rồi, đó cây. Rồi, tiếp tục cái phôi khế gân số 2. Đây, cây này nó cũng có cái dáng như là dáng bay đi. Mình về mình trồng nghiêng chút xíu. Mình xoay một vòng. Rồi, đo cái thông số để báo cho cô chú. Chiều cao với lại cái cành bay này mình đo được là 75. Hoành thân. Hoành thân lên đây là 29. Rồi, cái phôi khế gân số 2 này mình xin giao lưu là 900.000. Bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp tục cái phôi khế gân số 3. Đây. Phôi này là có dáng trực lắc lùng. Clip rồi có mấy anh em cũng hỏi kiếm một số phôi lùn để chơi bonsai. Mình xin đo cái thông số là 46, chiều cao. Còn hoành mình đo dưới này trước đi ha. Hoành cũ như này là 40. Còn nếu mà đo thân ở trên này là 25. Rồi nó, cái hoành ở vị trí trên này là 25. Cây số 3 này mình xin giao lưu là 700.000. Rồi. Rồi, tiếp tục cái phôi số 4. Cái này là cũng có dáng bonsai nè. Lùng bonsai. Cái đế rất là lực đều hết. Có chừa lại cây mai cho nó vui. Mình đo cái thông số là chiều cao là 42. Mình đo vị trí này là 30. Rồi. Cái cây số 4 này mình xin giao lưu là 900.000. Bao sóng, bao ship cho cô chú anh chị. Rồi. Rồi, tiếp tục cái phôi khế số 5. Đây, mình xin xoay một vòng. Cái cây này thì nó có mấy cái giọng đẹp lắm nè. Đây mình có thể quánh lùa bên đây. Chiều cao là 60. Hoành mình đo dưới cái vị trí dưới này là 39. Còn nếu mà đo ở trên này là 29. Rồi, cái cây số 5 này mình xin giao lưu là 1,2 triệu.
Rồi tiếp tục cây phôi khế gần số 6. Chiều cao của cái phôi này là 65. Hoành mình đó trên vị trí này là 27. Rồi cái phôi khế gần số 6 này mình xin giao lưu là 900.000. Rồi tiếp tục là cái phôi khế gần số 7. Chiều cao của cái phôi này là 55. Hoành thân mình đó vị trí này là 25. Rồi cây này cái hoành nó tương đối nhỏ nhưng mà có mấy cái tay cành rất là đẹp. Rồi cái phôi số 7 này mình xin giao lưu là 700.000. Tiếp tục cái phôi khế gân số 8, hôm nay mình về là 18 phôi khế gân. À, cái này là cũng có dáng trực, mình chừa hai cái tay ở đây, nếu mà anh chị em nào thích bên nào thì cắt bên đó. Cắt bên đây thì chừa lại cái giọng này cũng được, hoặc là cắt bên đây thì chừa cái bên đây. Chiều cao của cái này là 37. Hoành thân ở đây là 28. Rồi cái phôi số 8 này mình xin giao lưu là 700.000. Bao ship toàn quốc. Số điện thoại của mình là 0347 232 237. Rồi rất mong các cô chú anh chị em xem và ủng hộ. Rồi. Cái phôi số 9. Cây này có dáng siêu nè. Chiều cao là 89. Cái cành này nó nghiêng nghiêng đây, đo được là 89. Cái hoành là 33. 32 mấy, 33, 32 đi. Rồi cái cây số 9 này mình xin giao lưu là 1.1 triệu. Cái cành nó nghiêng nghiêng bay. Rồi tiếp tục cái phôi số 10. Chiều cao của cái phôi này là 57. Hoành mình đo ở đây là 28. Hơn 28 là 28. Rồi. Nó có một cái chi nhỏ ở đây. Thân nhỏ đó. Rồi cái cây phôi số 10 này mình xin giao lưu là 800.000. Rồi. Tiếp tục cây phôi số 11. Chiều cao của cái này là 53. Hoành mình đo ở đây được là 28. Rồi cây phôi số 11 xin giao lưu là 800.000. Bao sống bao ship. Cây đang ra tược, mình chừa lại nhánh thở cho nó sinh động. Rồi, cây số 12. Này có cái tông cao. Chiều cao của cái này là 62. Hoành mình đo ở trên vị trí này là 33. Dựng cho nó đứng lên chút cũng được. Rồi cái cây số 12 này xin giao lưu là 900.000. Rồi tiếp tục cái cây số 13. Cho em cái gì em chêm cái này lên miếng không được. Rồi cái cây này cũng tông cao. Mình đo cái chiều cao đây là 76. Hoành mình đó, hoành cũ ở dưới này trước đi là 35. Còn nếu mà đo ở trên này thì là 28. Rồi cái cây số 13 này mình xin giao lưu với cô chú anh chị là
900 ngàn. Khi mà cái này nếu mà trồng mình dựng cho nó thẳng lên vậy. Đó. Rồi, cái cây số 14. Cây này một lô khế này rất là già nha cô chú anh chị. Chiều cao của cái phôi này là 68. Mình đo cái hoành ở trên này là 27. Nhưng mà đo nếu mà đo tuột xuống dưới này một chút là 33. Phôi này cái đế rất là đẹp. Tay cành cũng lắc lượng đánh chữ C. Cây số 14 là xin giao lưu là 1,2 triệu. Rồi tiếp tục cái cây phôi số 15. Đây. Tay cành múa mai rồi ha. Mình đo cái chiều cao. Chiều cao là 56. Hoành mình đo ở đây được là 32. 32, 33 đi. 32, 33 gì đó. Thục một chiếc một chút. Rồi cái này nếu mà mình để ở đây thì cũng được. Còn không thì cắt thì chơi cái cạnh này. Cây số 15 này mình xin giao lưu là 1,2 triệu. Rồi tiếp tục cây số 16. Chiều cao của cây này là 75. Đó cái hoành thân ở trên này là 30. Còn cái này dưới này thôi đi. Nếu mà đo cái cũ này là 40. Đo để tham khảo thôi. Đo ở trên đó là cái hoành đó là 30. Rồi cái cây số 16 này mình xin giao lưu là 1,3 triệu. Bao sống bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Rồi cây số 17. Cái này cũng tông cao. Chiều cao của cây này là 72. 70 đây. 70. Đó. Này bỏ quên cái kiến rồi. Cái hoành thân ở vị trí này là 30. Rồi cái cây số 17 này mình xin giao lưu là 1,1 triệu. Rồi. Rồi tiếp tục cái phôi khế gân của cái clip ngày hôm nay là một cái phôi này nó cũng có cái dạng dáng rất là đặc biệt, nó hai thân, đây là có cái mình ở đây. Mình đo nó thông số. Chiều cao của cái phôi này là 55. Đo tổng cái hai cái thân này đi. Cái này là 67. Rồi mình đo cái hoành thân của cái cây này. Là 25. Rồi. Thân của cái cây lớn là 25, nó có cái mình nối qua đây. Rồi cái cây phôi số 18 này mình xin giao lưu là 1,5 triệu. Rồi. Tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em là một số phôi mai chiêu thủy trung nu da đen. Nu rất là lớn, rất là già cây nha. Đây, nu bằng ngón tay luôn. Cây này rất là già. Đo cái chiều cao, đo từ đây đi. Xuống đây là
54. Cái hoành hoành mình đo vị trí này đi là 36. Này cây rất là già, chung nu, lá chung nha, chung nu da đen. Cái này ngày xưa rất là có giá nhưng bây giờ thì hình như là nó cũng bớt rồi. Nu rất là lớn, già cây. Rồi cái cây số 19 là một cái phôi mai chiếu thủy chung nu lá lớn này, mình xin giao lưu là 1.600.000. Rồi đây cũng là một cái phôi mai chiếu thủy chung nu lá lớn, à, lá nhỏ, lá chung quên nói viết lộn hồi cũng lộn chung nu, nu rất là lớn nè, em quay gần đây giùm anh nha ha. Rồi à, anh đo cái chiều cao là 80. Hoành thân của cây này là 37. À, cái cây này cây số 20 mình xin giao lưu là 1.700.000. Nói chung là cây này nó có cái là cái đế của nó cũng không có được đặt lắm, đế hơi yếu nha. Nó mình chơi cái tàn trên. Không, nó già quá rồi anh. À, bao sống đây, cây sống rất là mạnh. Mình xin bao sống bao ship. Rồi cây số 20 1.700.000. Rồi tiếp tục cái phôi mai chiếu thủy chung nu này là cây số 21. Đo cái chiều cao là 90. Cái hoành đó dưới này trước đi là 56, nếu là đo trên này là 41. Đo cái cũ là 56 ha. À, đo cái cũ này là 56 nè, 60, 59, 60 gì luôn. Đây, kéo vô đây 56, 57 gì đây. Đo tham khảo thôi đó, còn cái lên xuống một tí xíu thì nó lệch chút. Rồi cái cây phôi chung nu số 21 này mình xin giao lưu là 2.000.000. Rồi. Rồi tiếp tục cái cây phôi mai chiếu thủy số 22. À. Rồi đây anh qua đây đi. Đây cây rất là già luôn, cái giọng này rất đẹp. Mình xin đo cái thông số. Chiều cao là 78. Hoành mình đo cái hoành của hoành đây trước đi. Hoành thân ở trên vị trí này là 44. Rồi mình đo xuống dưới một chút để tham khảo anh em ở xa rồi coi cái video cho nó rõ. Rồi. Đây là 58. Rồi cây này nếu mà anh chị em nào thích để cái tay cành này thì để, còn không cắt đây rồi cũng đẹp nè. Rồi cái cây số 22 này mình xin giao lưu là 2.500.000. Cây rất là già nha cô chú. Rồi xuống nha. Rồi tiếp tục cái phôi mai chiếu thủy số 23 này là một cái cây da đen lá lớn, bộ rễ rất là đặc đẹp nha cô chú anh chị. Thân thì đúng ra mình cắt luôn thân này nhưng mà mình thấy cái thân này nó quyện vô cái cây này cũng đẹp, mình để như thế này cho anh chị em nào chơi sao thì chơi. À, xoắn nó ôm vô cái cây này nó dịnh qua đây luôn. Đây cái thân này lắc rất là đẹp, chỗ này nó cũng có xoắn hai cái thân lại nữa nè. Đây
ở dưới này lên một thân nhưng mà lên đây hai cái lúc đầu nó ôm lại khít luôn ha. Ôm khít luôn rồi. Đó. Báo thông số đi anh. Rồi đến đo cái thông số, cái này là mai chiếu thủy da đen lá lớn, mình đo xuống tới mặt bầu đi là 100 đúng. Còn nếu mà đo cái bộ đế này nó sổ xuống từ đây xuống đây là 32. Còn nếu mà đo cái hoành tổng của hai cái cây này là 50, 51. Đo cái hoành lớn. Hoành của cây lớn là 34. Rồi đo cái nồi đế đi. Rồi nó vừa hết thước dây đó tới em ơi. Rồi. Căng vòng luôn anh. Ừ. Đây, cái nồi đế là 1,5 m hết thước dây luôn. Đây. Đế bên này rất là đặc luôn nha cô chú. Rồi cái cây phôi mai chiếu thủy da đen lá lớn này mình xin giao lưu là 3,5 triệu bao ship. Đổi. Rồi. Rồi tiếp tục cái clip ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến cô chú anh chị em là một cặp linh sam song hinh siêu bông nè, nay nó còn bông. Cây rất là đẹp, cây thành phẩm nha. Tay cầm đầy đủ hết rồi, vô dây rồi, cái này dĩ về chơi thôi. Vô mấy nước dây vậy? Cái này vô 3 nước rồi. Rồi. Hôm rồi mình không có thời gian cho nên là mình không có chằn kéo nó thêm. Để đây đặng ship cho nó gọn, rồi có gì về anh em kéo ra thêm chút xíu nữa là nó đẹp. Cây rất là đẹp, cây thành phẩm. Rồi. Mình... đo cái chiều cao đi. Chiều cao này là 72. Tán ngang tán theo cái chiều này là 100. Còn tán theo cái chiều này là 75. Rồi. Này giờ nhà em quay dùm trong cái thân, vót lên rất là đẹp, tay cầm lớn nè, đúng tỷ lệ luôn. Đây. Chì bỏ đúng chỗ luôn ha. À, cái đây cây này rất là đẹp. Đế nó nở dốc ra cũng đẹp luôn. Rồi đo cái hoành nhanh. À, mình đo luôn cái đo trừ hao đi chứ để cái sợi dây này để mà mình gửi đi cho nó vững à. Cái này 32 thì mình nghĩ là nó sẽ cỡ gần 30 29 gì đó. Đó mình đo tham khảo đi. Đó. Mình đo tổng cái đế này đi. À, là 80. Tổng đế này là 80. Cây rất là đẹp. Rồi cái cây số 24 này là một cây sam linh sam, mình xin giao lưu với cô chú anh chị em là 3,5 triệu bao ship. Cây thành phẩm. Rồi tiếp tục là một cây linh sam, cái này là một cặp rất là tương xứng với nhau. Cây này à, siêu bông, nó mới vừa có bông xong rồi mấy bữa nay cũng nhiều công việc quá cho nên không có chặn nó ra, mà mình để về đặng cho nữa mình ship nó dễ, rồi về anh em chặn ra thêm chút chứ cây này lớn hơn cây kia. Đó. Chiều cao là 72 70 gì 70.
Tháng này là 95. Tháng theo cái chiều này là 80. À. Đây. Cây thành phẩm rất là đẹp nha cô chú anh chị. Để nhờ em nó quay gần trực tiếp vô cái thân, đường thân. Mấy bữa nay cũng không có dọn cây này. Này. Đế nó nở ra rất là đẹp luôn, bốn bên đều hết luôn. Đây. Tay cành này. Rồi, xin đo cái thông số đo trừ hao để tham khảo thôi. Tại vì mấy sợi dây này mình không có tháo ra được. Mình đo trên này là 35. Đây. Còn nếu mà đo dưới này tổng nồi đế là cỡ này này dịnh dịnh anh cái nó tuột đế nó là 65 đi đó. Nhưng mà nó nở đều hết nè, dốc ra nè, đế sắp không à. Ừ, tay cành đóng đẹp lắm, xương tàn dày ha, à nó xương tàn nó dày hết rồi. Rồi cái cây số 25 này mình xin giao lưu là 4 triệu. Đây, đây em coi mặt cắt nó lành hết rồi. Ừ. Được, được. Không có mục nữa anh. Không không. Này là anh cũng kiểm tra kỹ lắm rồi. Rồi. À. Giá nhiêu anh? Cây này là 4 triệu bao ship toàn quốc. Rồi đổi luôn anh. Rồi. Rồi cái tiếp tục cái cây cuối clip ngày hôm nay là một cái cây phôi khế. Hai cây này là cũng tương đối lớn nha cô chú anh chị. À, cái này là khế ngọt nha em, không phải khế chua. À, nào là mình nói cho nó đúng cái chất lượng. Cây một bệ một, một cốt một lên 5 thân. À, ngũ phúc nè. Đó. Đây, nhờ em xoay một vòng cho cô chú anh chị em xem đi, cái gì anh đo thông số sao. Cây cũng khá là lớn nha, cắt về để anh chị em nào về có cắt cho nó gọn gọn lại nữa thì cắt theo cái ý. Rồi đó, chiều cao, cây cao nhất luôn đi anh. À, anh đo cây cao nhất đi, đây là xuống tới đây đúng hết sợi dây nè, đó. Rồi, mét rưỡi, ha. Mét rưỡi. Tổng 5 cây là nó hơn sợi dây một chút. Thôi tính sợi dây đi. Là cũng mét rưỡi nữa đi. À, mét rưỡi. Cao mét rưỡi, tổng mét rưỡi. Anh đo đo cái thân đại diện lớn đi. À. Là 60. Rồi. 60. Năm thân rất là đẹp nha cô chú anh chị, nó không có bị hư một chỗ nào hết. Chỗ này là không có mục anh. Không, chỗ này là nó hoàn toàn không có mục. Mới mưa hôm qua nè. Động nước luôn. Về mình vệ sinh hoặc là mình làm đôn nó lên cho nó thoát nước. Rồi, này cái lực anh. Để anh đo cái đường kính bầu. À, 126, 125. Còn cái tổng hoành đế này chắc là nghĩ cỡ 300 ngoài đó. Anh coi bên đó giùm em. Cầm cái. Đây. Đây. Đây rồi rồi. Đưa em. Nè, anh kéo bên đó cái này. Cái này hơn 300, hơn 2 sợi dây cỡ 3 mét rưỡi á. 3 mét 4, 3 mét rưỡi vậy đó. Rồi cái cây phôi khế ngọt này cũng là cây cuối clip ngày hôm nay. Mình cuối clip thì mình xin kính chúc cô chú anh chị em luôn dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Cảm ơn các cô chú anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi cây này giao lưu giá. À, quên nữa, cái cây này mình xin giao lưu là 12 triệu bao ship 200 cây. Rồi.
cái mặt cắt này. Mình chưa xử lý để về để anh chị em về có thể mình cắt lùn xuống tí nữa. Cắt lùn xuống nữa, theo mình thì nghĩ cắt lùn xuống tí nữa. 12 triệu bao ship 200 cây ha anh. 12 triệu bao ship 200 cây. Xa hơn thương lượng ha. Nà, nếu mà anh chị em nào ở xa hơn đó, thì mình cứ thương lượng không có gì hết. Rồi. Rồi. Rồi cảm ơn em.